một hồi vật lộn, em đã nhờ được thằng em lên trèo lên hái được mấy quả mít chín xuống. Chín rồi mà tại vì ở cao quá không có hái được quý vị giả ơi. Đây bây giờ chín rồi thơm quá. Bây giờ sẽ bỏ ăn tại trận luôn. Xin mời cả nhà ăn mít. Đây, trời có quả nào chứ? Con ra con gom hết ở đây đi. Đâu, đâu, mẹ quả này ba chín hơn. Quả đây chín hơn. Quả này của mít. Quả ra giữa là lá đấy, còn lấy lá mà. Thằng em của em cũng đẹp trai lắm quý anh đã, mà mỗi tội chưa có người yêu. Lớp cành rồi không nhìn thấy kia kìa. Ở kia kìa con. Ở bên bệ ở sách cái bao đấy, bị ở trong gốc sầu riêng kia còn quá kìa. Con kìa. Ngân ơi. Ngân ơi. Đó. Gốc kia còn quá nữa kìa. Dạ, để bỏ vào đây rồi sắp ra ngoài luôn. Ôi giời. Ôi cái bao rách rồi. Mẹ không quay mày nhìn con đi, mẹ nhìn đừng nhìn ở ngoài, mẹ nhìn đi đâu không à? Đang tìm mít. Mẹ cứ tập trung vào con thôi. Đây, nó vớt xuống đấy còn đang. Mít này là mít mít dai phải không mẹ? Mít dai. Mít dai này là còn ngon hơn mít hái nha mẹ. Phải không mẹ? Hay là cái này nó ngọt này. Nó ui khẽ thì con vớt ở ngoài đất cứ vào tấm tôn nó kêu. Cái này mít này nó ngọt hơn mít Thái. Cái này thì bữa nay vợ chồng cho nó mọ mậy vậy. Ui thì chết rồi, xích sao ra được. Đây đây mẹ ơi, mẹ quay mẹ nhìn con. Mẹ gì? Xin lỗi quý anh là mẹ em quay nhưng mà hướng mặt mẹ em đi nhìn cái chỗ khác. Đấy thì không đem mẹ em nữa. Ở đây nước nó rồi nó chạy. Thế kệ nó còn, kệ nó. Nó lấy cầm cái xích nó chạy. Kệ nó. Rồi nào, lấy giấy, à lấy lá chuối để lau ngựa. Đây, rồi. Rồi bây giờ sẽ bổ ra. Phúc xuống được à Phúc? Phúc ơi, còn một quả cây sầu riêng ấy, ôm vào đây cho bác với. Ờ đi giày đi đã, đi giày đi đã. Đây đây. Mẹ cứ tập trung vào con thôi. Mẹ còn đang mãi mít. Từ từ mình lượm mít xong cũng được. Còn rất là nhiều. Ở nhà em ở đây chắc có 3 1 2 3 4 cây. 4 cây này là đến mùa. Mẹ ơi cái màn hình nó nghiêng kìa. Quý vị khán giả thông cảm. Mẹ em thợ quay không chuyên nghiệp cho lắm. Đây, em cái này mà cái nhà em mà nhiều là em sẽ mang lên em bán cho anh Khương Dừa. Em chỉ lấy tầm 500 ngàn một trái thôi. Ở đây mà. Ở đây chỉ mời thôi. Đây thì bỏ quả này chứ. Đây thì bỏ quả nào cũng được. Đây bỏ quả này chín hơn. Ngân cầm sẵn cái này để Ngân. Bà gì ơi, mình bỏ ra ngoài đi cho nó đỡ hồn. Hồn đâu? Cái tôn nó lên. Nó không có đất. Mình bỏ lên tôn này nó mới. Mít dai này thì nó không có nhìn màu sắc thì nó không có ngon như là mít Thái. Nhưng mà nó ngọt và nó dai. Ăn đã ngọt hơn. Nhìn thì mẫu mã thì không đẹp. Nhưng mà ăn thì rất là chất lượng. Đó, nói chung là mít dai này là của Việt Nam. Đây là hàng Việt Nam nên mọi người phải ủng hộ hàng Việt Nam. Ô Phúc ơi. Này mít chín ăn đấy. Ăn mít đã. Mình đem một miếng về. Hai quả chín luôn. Hai quả chín luôn. Đến lấy hai miếng mang về đây. Mà không hai quả chín luôn phải ăn hết. Mỗi người quắp một quả lên chứ không sao hết. Nhờ nó cho Phúc mà mi quay được cái clip hái mít mà giấu cái gì để chạy. Mẹ quay đi. Thôi, ngại cái gì. Đấy mở ra thì ngồi ăn mít đàng hoàng thôi lại đây. Thôi đến đây lấy mít. Đưa cho nó hai miếng. Đây này ôm cả cái lên đây này. Xong là mày phải mang lên cho bác một ô còn mũ bảo hiểm vứt đây này. Ô mũ bảo hiểm của gì? Mũ gì à? Tại đây ăn mít thì thôi, lại đây mít này chứ mất lấy không có thì để. Thôi lại đây ăn mít cho vui. Mang về đấy cho rằng nhanh lên. Mất sông hái lại đây ăn mang về còn lại còn ví với điện thoại đấy nữa thôi. Chưa gì chạy mất cái xác. Làm sao mà mày thấy cái ống kính mày chạy xong là đấy. Xong là mày mang hộ lên cho bác một quả chứ. Mà bữa nay không chứ không có tí không bê được hay lên hết. Để con nói mọi người, nhiều người nói quá không ai nghe được đâu. Lại đây ăn mít. Không ăn. Thôi lại đây đi, năn nỉ. Bê về cho Phúc lớn ăn với nó. Lại đây nhanh lên. Không ăn thôi mà. Thì ngồi ăn với chị cho vui. Em chưa được ăn mít đâu mà. Thì ngồi nói chuyện với chị cho vui. Đấy bị hư à? Lại đây, dễ thương mà lại đây. Ngại cái gì lại đây nhanh lên. Nhanh đây ngồi với chị. Thôi không lại đây nhanh lên. Có được thằng em buộc mà không cho nó lên sóng. Tại đây nên dễ thương lắm quý anh cả thằng em
em cũng không biết là họ hàng. Nói chung là bạn này là ở đâu mẹ nhỉ? Phúc là ở đâu? Quê gốc đâu? Em quê từ Nghệ An chị. Lại đây nói chuyện. Trời ơi, có cái gì đâu mà ngại. Bỏ hết nhá, hay là bỏ tụi này thôi, còn tí xách lên. Tí xách lên. Gì lại đây, dễ thương mà. Mày cứ ngại. Không ơi, bác không quay mày đâu, mày ngồi chứ thằng này được. Bác không quay mày đâu. Quay ngân thôi. Nói chuyện với mọi người cho đi, vui. Đi, ngồi đây này. Không nhìn thấy mày. Em nó làm. Đây, ngồi vào đây ăn không nhìn thấy Phúc đâu. Đây chỉ quay mặt vào đây nè. Chỉ quay ngân thôi. Nhìn nó, quý vị khán giả thông cảm, nó ngại lên hình. Nên là thôi ngồi nói chuyện với nó thôi chứ không cho nó lên hình nữa. Đấy, ngồi ăn vô đi, ngồi vô ăn đi. Tĩnh cũng không có kìa, chỉ có mỗi mình ngân thôi. Quay tĩnh. Nhà em được cái không ai hảo lên hình hết trơn á. Có em năn nỉ mãi bố với mẹ mới lên. Hả? Ăn đi Phúc ơi. Ăn đi xong ăn là tí lên bê cho bác quả lên. Đây mẹ đưa cái miếng đẹp lên lau cho đã. Xong rồi đi sát lên mẹ. Đó. Một mít dài đó. Vì nó không có được vàng tươi như là bó mít tại Thái. Vườn, ăn tại vườn luôn, không mang lên nhà. Ăn tại chỗ nó mới ngon quý vị giả. Mang lên thì cũng được nhưng mà ăn ở ngoài này nó hay hơn. Đó. Xuống lối xuống nó sâu rồi ngại xuống lâu lắm rồi không ấy. Ăn đi Phúc, ăn đi nè, ăn đi ngại cái gì vậy này, đòi làm con rể. Ăn đi thôi, để chút mẹ ăn sau. Mai con cá rồi đây, mời quý vị khán giả nhé. Đây mít dài ngọt lắm á, ngọt lắm, cái này nó ngọt hơn mít cá. Mà công nhận nó thơm hơn hẳn luôn á. Cây này vẫn ngọt. Bố có ăn không? Cây này ngọt. Tí mang lên cho bố. Không ăn chút hết để dành cho bố nửa quả. Còn quả kia nữa mà ăn sao hết. Thì... Ngon quá. Mang đi không? Đó. Mang đi thì nó phải chưa chín chứ, chín vậy mang xuống. Chín này 3 ngày nữa sẵn xuống. Rồi mang đi thì may ra. Ngon ngon quá huynh giả ơi. Này cho mẹ miếng này. Mít Thái không? Ở ngoài Hà Nội người ta thích ăn mít lắm. Nhưng mà họ lại không thích ăn mít Thái mấy đâu nha. Đa số thích ăn mít dài này. Nhưng mà chỉ có mỗi mít Thái thì phải ăn mít Thái thôi. Bữa nào anh Khương mà lên Đắk Nông là mời anh Khương ăn món mít dài. Anh Khương thì chắc nhiều loại mít ăn rồi nên là em chả nhớ là anh Khương đã ăn mít dài bao giờ chưa. Có cây mít mật không? Cây mít mật vẫn năm nay không ra trái nữa. Còn có mít tố nữ nữa. Mít tố nữ là mít ướt đó cô nhã. Không, mít ướt khác, mít tố nữ khác. Còn chết vậy hả? Con nhầm. Mít ướt nó còn gọi tên là mít gì nữa đó. Mít mật đó. Mít mật thì ngoài Bắc gọi mít mật, ở trong này có vậy hả? Ướt. À, không con nhớ là mít tố nữ nó cũng ná ná như mít ướt nhưng cái mà nó ngon hơn nhiều. Không, với lại cái chỉ cần bẻ quả ra cái là muối nó dính ở trong cuống. Cái muối thì nó sẽ dính hết ở cái cuống là mít. Còn mít ướt là cái cuống nó không còn cái gì hết. Cái cuống là nó tụt. Cái cuống nó dính vào cái vỏ. Còn mít ướt là cái vỏ ạc à, đâu, cái muối nó dính vào cái vỏ. Nó ngược nhau vậy dễ phân biệt. Cái vị mít tố nữ nó nhỏ thôi. Nó nhỏ với nó thơm hơn nhiều. Ăn nó ngon hơn mít. Nhưng mà họ bảo ăn mít mà nó mát hơn. Cái này á. Mấy trái xanh xanh á mình để mình làm gỏi mít. Đúng rồi. Làm gỏi chay ngon lắm. Lâu lắm rồi em không làm gỏi mít. Cái này mà... ngọt quá. Cái này là chín có rồi, cái mới làm gỏi mít á, cái sơn nó phải cứng hơn xíu nữa. Dạ alo. Ăn đi Phúc. Dạ. Ăn đi. Ăn đi. Alo. Dạ alo. Ăn mít nhà máy. Mít. Dạ gì nghe em. Cái này còn hết miếng đây không? Dạ. Còn hết miếng đây không? Mình nghĩ con ăn hết đâu. Chị chán. Như vậy mà nó nhanh chán. Thế mẹ nghĩ con ăn hết được không? Không. Không à. Con sợ con ăn lấy miếng rưỡi chứ. Hết được. Chị thèm thì vậy thôi chứ. Mít ướt á thì con không dám đảm bảo ăn hết chứ mít này ăn mít sức. Mít Thái thì ăn được nhiều. Mít này ăn được ít hơn mít Thái. Mít này ăn nữa trong. Không, con đang thèm mít lắm. Bỏ xuống là đã ăn một mớ rồi. Cái loa của
gì nghe ở ngoài mà nó mình nghe ở trong vẫn như nghe ở ngoài thôi. Bật loa ngoài ấy. Bật loa ngoài. Ngon quá. Ngon không Phúc? Dạ ăn được. Ăn được hả? Đặt hôm nay ngại ngại lên hình nữa. Bữa mày kêu cho chị quay mà hơn cho quay là sao? Đâu em bận việc. À, đi công tác. Cạo kính cây. Đi đâu mà đi công tác? Sửa xe lưu động. Ủa bữa nay đổi à? Dạ không, khách gọi đâu mình đi sửa đấy thôi. À, nó không sửa tại tiệm nữa. Đâu, xe họ chết máy ngoài đường á. Ủa nhưng mà sao họ biết số em mà gọi? Người khách quen hả? Em nổi tiếng cả Đắk Nông mà chị. Mẹ quay nó liền mẹ. Nổi tiếng cả Đắk Nông quay liền. Xạo xạo không nổi. Thật đó hả? Nước thì bỏ khắp. Bỏ hàng. Bỏ gá hả? Bỏ hàng. Hàng gì mẹ? Chứ hàng tập đó. À dễ hả? Ngồi lại đây nè, không quay đâu, đùa thôi. Quay đâu ăn. Ngồi nói chuyện với người ta nghe lên tiếng. Nó mới có bao nhiêu mấy tuổi? Hôm nay em vừa trong 17 tuổi ngày một tuần trước. Làm công. Thôi có gì đâu ngại. 17 tuổi mà bỏ đi bỏ hàng khắp Giang Nghĩa này rồi hả? Khoán cho trả. Cái đó là từ năm 14 tuổi. Từ năm 14 tuổi. Sao đi làm sớm quá vậy? 12 tuổi này đi làm hội chợ. 12 tuổi. Cuối cùng làm đi làm từ năm mấy tuổi? 12 tuổi. 12 tuổi. Bố mẹ giờ ở đâu? Bố mẹ em ở đây. Ở đây luôn hả? Mà sao ngày xưa bố mẹ em cho đi học mà bắt đi làm sớm vậy? Em không phải là bắt đi làm. Gì ơi gì? Không phải là bắt đi làm. Em thích đi. Lúc năm 12 tuổi là em đang học. Vẫn đang học. Thấy cái đầu mày thôi, có thấy cái gì đâu mày. Thấy mà cũng có quay đâu. Quay được. Nói chuyện thì trong đến ăn mít đi, ăn cho hết đi rồi là ngại cái gì? Tại đây con dân chị hỏi gì đâu mà có quay được nó đâu. Tại vì em ấy, em mình dễ thương lắm đã. Cũng có làm cho nhà đi bỏ ga cho nhà em một thời gian mà thấy chăm chỉ chịu khó, ngoan ngoãn. Nên là mấy bữa về kêu quay clip với chị cho vui. Mà mấy bữa trước về xong là cũng bận đi quay này là cái nọ suốt xong rồi cũng chưa quay với nó được. Nay tiện thể nó hái mít cho em ăn quay nói chuyện với em nó xíu. Ra đây, ngại gì đàn ông con trai mạnh mẽ lên. Nên cân chị Ngân là biết đâu có người yêu đó. Cân chị nhiều bạn nữ xinh đẹp lắm. Ngại gì. Đấy, ngồi qua đây nhá. Ngại gì mà ngại. Chị này chị xấu như ma này không ngại. Ngại cái gì. Đi làm từ năm 12 tuổi, năm nay là 17 tuổi rồi. Thấy chưa, trước sau thì cũng lên thôi. Rồi ăn đàng hoàng đi. Quay tí lại cho mình. Chào mọi người. Chào đi. Chào quý vị khán giả luôn. Chào quý vị khán giả. Đó. Mãi cũng được nó lên. Mãi thương. Bữa nay còn làm bên nhà chị không nhở? Dạ hiện tại đang làm. Đang công tác tại nhà chị. Đang công tác tại nhà chị. Mà em thấy nó không những làm cho nhà em á, nó còn làm đủ nơi đủ chỗ luôn đó quý vị khán giả. Làm cho cả chú chị nữa mà. Trời ơi, tiền để đâu cho hết? Tiền trả nợ cho người ta hết. Tiền làm gì đã nợ, làm gì mà nợ người ta? Dạ, em nói cho anh vui mà. Trả nợ cho ngân hàng, gửi vô trong đó. À, trả công cho họ đếm tiền á. Ghê, tiết kiệm. Ngày nó cũng nổ. Trả. Trả công cho họ đếm tiền đấy, nghe thấy chưa? Trả công cho họ đếm tiền đấy. Đi làm vậy chắc thấy cũng có vẻ tiết kiệm được á. Bỏ nhiều, chắc là... Nhiều, nó lại chịu khó lắm. Làm nhiều việc lắm. Dạ, mới có 17 tuổi đầu mà đi làm từ năm 12 tuổi rồi. Chắc là yêu thích đi làm hơn không thích học. Nhưng mà nói chung là nó chịu khó. Gì chứ chịu khó thì sau này mình có vốn rồi mình làm cái gì cũng được. Chứ mà lười biếng quá có tiền cũng đâu vào đấy hết là quý vị giả. Nên quý thằng em đó. Gì ăn nãy giờ mà gọi điện thoại miết luôn. Thôi đi về đi. Đấy, thấy chưa? Này mang mít về đi, lấy quả mít xanh về xào kìa. Kìa vẫn còn ai gọi kìa. Không nghe nữa, đi về đi. Tội nghiệp gì em.
lấy quả nào lấy? Đó lấy quả chín kia không? Lấy quả chín lấy sau thôi, mang đỡ thôi chứ cần chín. Mang đỡ đi rồi tí nữa không có tối hay mai ra lấy. Thôi cứ mang lên. Ừ, thì mang lên đây. Xách đỡ lên cho bác quả đi. Quả đây này. Đấy, quả đấy. Có người yêu chưa? Từ từ. Đấy, quả đấy nữa. Hai quả. Chưa. Cứ từ từ để đây đi, gom vô rồi lấy cái bao sắt lên một lượt chứ em sắt lên từng quả. Bảo vậy bao công. Bao thủng mất rồi. Đây phía sau này là ngày xưa là nó có cái tầm cái bãi đất cỏ hoang như thế nào, giờ người ta phát đi rồi thì nó tán không nặng. Không bỏ vào đấy sánh được, bỏ túng vào. Thấy rộng không? Hết rong cho một miếng. Dạ thôi chị. Đất này xe nhà em đổ nhiều lắm á. Hả? Xe đất nhà em đổ nhiều lắm á. Đất nhà em đổ nhiều hả? Ghê. Tầm nhìn đất là đôi cái bao đó rồi. Sao mà nó túm rồi? Nó túm vậy được rồi, cho nhựa nó phải ra người thôi. Túm lấy thôi, vậy thôi. Lên luôn à, đấy kiếm cớ trốn sợ. Chạy. Thôi thôi quả đấy để chị ngân mang cho. Nó nực lắm. Ôm chạy mất. Căng sợ căng mê quay chờ. Dạ. Ôi vỡ hết kính rồi. Cái gì đó mẹ? Cái cửa xanh kia kìa con kìa rớt ập ra đằng sau vỡ hết kính rồi đây này. Đó. Cái cửa lan của bố kìa dựng đứng nó lên. Bố lúc nào mà con thấy nó sập từ lúc nãy mà. Lúc nãy mình xuống nó đã bị rồi nhưng mà giờ dựng lên cho bố. Nãy bố để bố không chèn. Mùa này mùa gió đến vịn dã. Mùa này mùa gió đây. Miếng này phải dọn đi không lấy chết. Thôi con ăn mít thấy chưa? Con ăn hết miếng không? Con chưa kịp ăn hết chứ mày nói ấy chứ. Thôi để bê lên nhà rồi mình sẽ ăn tiếp. Nói chung là lâu lâu về nhà được ăn mít là đã rồi. Mùa nào thức đấy, mùa này thì có mít, mùa khác thì có sầu riêng. Không thì ổi mận gì đó cũng giả. Quanh năm nói chung là mỗi mùa mỗi trái. Về nhà là cũng là nào cũng có cái ăn à. Về nhà khoái nhất là mấy món này. Thôi để bây giờ em mang lên cho bố mẹ ăn nha quý vị nhá. Cảm ơn mọi người đã đón xem clip rất là chân quê này của em. Nói nguyện đã rất nhiều. Còn lại mọi người trong một clip sau. Rất nhiều người nhìn thấy mít ăn vậy khiếp. Có gì đâu.